xấu gần nhất lớp rồi, tôi gọi cô ấy. Vâng, em biết Dung nữa ạ. Ừ, thì Dung như nào? Rồi, ok rồi, kẻ squid đóng mở. Rồi, tiếp đi. Nó bị quay tay. Đúng không? Rồi, ok. Một lắm. Dung nhưng không biết nó là cái gì. Đúng không? Ở đây, JavaScript đúng rồi, và nói là đúng lập trình. Thế vì sao các tình của nó sẽ không phải đúng lập trình? Không phải có cái gì. Cái gì đó? Phải... Không phải biến dịch à? Dạ. Nó là đúng, cũng đọc đi. Thì à? Thế chưa? Bởi vì sao? Bởi vì HTML, CSS nó là ngôn ngữ thứ nhất, nó là ngôn ngữ kiểu là định dạng và ngôn ngữ kiểu là đánh dấu, đúng không? Và thêm một cái nữa, nó không phải là không phải sử dụng thêm cái gì đấy để giúp chúng ta dịch cái code đấy ra để thực thi trên máy. Đấy là cái JavaScript của ngôn ngữ lập trình. Và đặc điểm của ngôn ngữ lập trình là cái gì? Một đặc điểm của ngôn ngữ lập trình là phải biên dịch. Biên dịch hoặc là thông dịch. Hai là nó có các cái cơ kết những yếu tố cơ bản sau để thành ngôn ngữ lập trình này. Một là biến, hai là hàm, biến này, hàm này, phép toán này, đó, đấy thôi. Thêm bên cạnh đó nữa, nó có các cái cơ, các cái câu lệnh cơ sở, ví dụ như kiểu vòng bạc này, sẽ nhánh này, đó. Đấy là sự khác nhau giữa cái HTML, CSS và cái JavaScript của chúng ta. Và với JavaScript thì thường thường là người ta sẽ bắt đầu sử dụng nó để hướng dẫn các bạn những cái bước đầu tiên để lập trình theo xu thế bây giờ. Nhưng ngày xưa ấy, khi mà tôi đi học những cái năm 2007-2008 thì là cái ngôn ngữ dạy lập trình đầu tiên là Pascal. Hồi học chảy hiểu mẹ. Xong bắt đầu sau đi thi đại học đỗ rồi, bắt đầu quay lại để học Pascal. Đấy. Được chưa nhỉ? Rồi, thế về sức mạnh, đây là cái định nghĩa về JavaScript này. Tiếp theo, JavaScript nó làm được cái gì? Sức mạnh của nó làm sao? Không nói về lịch sử nhé. Thường thường là tôi chém gió một tí về lịch sử, cái gì đấy. Nhưng mà thôi, phần này thuộc, bỏ qua đi. Tôi cũng biết, nhưng mà đỡ mất thời gian. Thì JavaScript ấy, cái thời thuở sơ khai của nó, như tôi nhớ, nhập vào năm 1995. Năm 1995 nó bắt đầu ra đời. Và đến tận năm 2009 thì JavaScript nó vẫn là một ngôn ngữ dạng là ngôn ngữ code frontend. Ngôn ngữ code frontend nó chỉ chạy ở trên một môi trường duy nhất, đó là trình duyệt. Chỉ chạy ở trên trình duyệt. Không xử lý thêm bất kỳ cái gì cả. Được chưa? Và cái sức mạnh của JavaScript vì sao người ta dùng? Đó là JavaScript nó có sức mạnh tuyệt đối ở trên một cái trang HTML. Nhớ nhá, nó có sức mạnh tuyệt đối, nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả cấu trúc trang HTML, kể cả thuộc tính CSS, kể cả những cái sự kiện xảy ra trên màn hình. Nó kiểm soát được hết. Đặt ở đâu đó? Không. Ý nó sẽ nói chuyện đặt ở đâu. Yeah. Quan trọng nó là có sức mạnh. Các bạn thích làm gì với website của chúng ta bằng JavaScript cũng làm được. Đây là nói trên giao diện, chưa nói đến những dữ liệu phía dưới. Không nhận. Và thậm chí là JavaScript nó có một cái lỗi rất là nổi tiếng và hacker ngày xưa đã từng dùng và dùng rất là rộng rãi, và thậm chí là đến Việt Nam đến năm vừa rồi, năm 2016 vẫn còn bị. Đó là cái lỗi XSS. XSS. Chúng ta có vào forum bao giờ? Không đi, lại bảo không đi. Đúng rồi. À, ví dụ như kiểu là các trang forum đó, người ta để cho người dùng comment đúng không? Comment đúng không? Thì cái chỗ đấy là người dùng có thể là viết text vào được. Thế tại sao không viết HTML vào được? Viết được chứ, đúng không? Thế là người ta nghĩ ra một cái trò, đó là sử dụng cái thẻ này. Script, viết code ở đây. Và đóng thẻ script. Trong phần comment đấy nó submit lên. Đó. Và như lúc nãy tôi nói, JavaScript nó có sức mạnh
tuyệt đối là trên trình duyệt đúng không? Thế vậy thì JavaScript lấy luôn cookie, lấy luôn cookie của trình duyệt đấy, lấy luôn local storage, tất cả mọi thứ có trên trình duyệt. Sau đó sao? JavaScript lại có thêm sức mạnh nữa là có thể gửi một cái request nào đấy từ cái trình duyệt của thằng này về server của mình. Thế vậy thì sao? Người dùng mất cookie, và bây giờ nó lấy cookie lại lúc nào nó thích và bắt đầu là về cái cookie mà trình duyệt vào cái trang mà người dùng vừa mới, người dùng khác ấy, mà vừa mới vào ấy, thì là tự nhiên có cookie lưu cái lịch sử đăng nhập của người dùng đấy vào thay một password làm tất cả mọi thứ, mất tài khoản, tạo thêm admin mới chẳng hạn. Đó thì đấy là cái sức mạnh của JavaScript và đây là cái lỗi bảo mật XML rất là nổi tiếng. Và vừa rồi Cine là cái gì cả Lotte Cinema vừa dính phát và phải làm lại vào một trang. Đây là cái một trong những cái loại bảo mật cơ bản. Thực ra sửa nó rất là dễ, nhưng mà chắc là hồi đấy cốt gặp mấy ông amateur cốt thì biết gì cả. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp theo, tiếp tục cái bài toán về cái câu chuyện mà ngày xưa chúng ta nói chuyện với nhau về HTML CSS đúng không? HTML nó là cái khung xương của bạn, CSS nó là đắp thịt lên, và bây giờ JavaScript là nó giúp chúng ta nói ra được, vẫy tay được, vẫy tay được, nháy mắt được, được chưa nhỉ? Cười được, làm website của chúng ta sinh động hơn, được chưa? Thì bây giờ với JavaScript tôi thực hành luôn nhá. Thì chúng ta có cái gì? Chúng ta đã thực hiện câu lệnh HTML JavaScript đầu tiên. Đây tôi tạo một thư mục mới tên là L08. Chúng ta tạo ra một cái file file mới tên là index.html. Và tương cái boilerplate của HTML vào đây. Xong. Xếp xuống. Xong chưa? Cái này thì nhanh được có gì đâu. Tiếp theo gõ thẻ script. Script. Được chưa? Bây giờ chạy đi. Chạy web này đi. Chạy cái gì duyệt đi. Không có cái vẹo gì đúng không? Chưa có gì đúng không? Chống trơn. Như bình thường các thẻ của chúng ta nó hiển thị trừ những cái thẻ trừ cái thẻ style ra đúng không? Tất cả các thẻ khác đều hiển thị trừ thẻ style. Nhưng bây giờ chúng ta dùng JavaScript để thay đổi cấu trúc của trang HTML này. Enter xuống. Bây giờ chúng ta có document.write. Write trong này một cái string. Đây là hello world. Nó ra ngoài refresh. Ra ngoài refresh đi. Refresh ra. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy tách không? Mặc dù HTML của chúng ta đâu có hello world đâu. Đúng không? Như vậy là JavaScript nó có khả năng là thay đổi cấu trúc của một cấu trúc hay là nội dung của một trang HTML. Được chưa? Bên cạnh đấy thêm cái nữa nhá. Thêm cái ví dụ nữa nhá. Chúng ta có var name bằng from tên của bạn là gì? Hỏi chấm. Và chúng ta vẫn tiếp tục document.write em. Không chưa? Đấy, để cho nó chạy. Cứ chạy đã, tí hiểu xong. Được chưa? Test nha. Refresh. Tên của bạn là gì?
Trần Hữu Thiện. Xong chưa? Bạn thích thì viết tên mình vào đi. Cái này nó theo những cái gì chúng ta insert vào mà. Xong chưa? Đấy là khả năng của JavaScript. Đây là một trong những khả năng của JavaScript. Đi nhỉ? Xong. Tiếp thì ở đây chúng ta có cái điều gì? Thứ nhất là code JavaScript nằm trên trang HTML. Đây là một cái. Cái thứ hai là để viết được code JavaScript thì chúng ta phải có cái thẻ script. Được chưa? Viết code nằm trong nội dung của cái thẻ đấy. Được chưa? Đây là một cách. Cách thứ hai. Cắt cái đoạn đi. Cắt đi. Ctrl X cắt nó đi. Sau đó tạo một file mới tên là main.js. Và paste cái đoạn vừa rồi vào đây. Paste xuống. Được chưa? Sau đó thì chúng sao? Chúng ta ra ngoài từ từ nha. Các bạn không phải code đoạn này đâu nhá. Ra ngoài chúng ta refresh trang này thì không có chuyện gì xảy ra đúng không? Tức là đoạn JavaScript kia không được tương vào trong này. Tương vào nội dung của website này. Thì chúng ta tiếp tục là có cái src bằng main.js. Main.js. Cắt pệt nội dung vào trong file main.js. Sau đó là nhúng cái file main.js đấy vào trong trang HTML này. Sau đó ra ngoài refresh. Có được không? Yeah. Đây là cách sử dụng thứ hai của JavaScript. Someone. Đấy chưa nhỉ? Đấy, cách sử dụng thứ hai. Giống như internal và external trong CSS thì chúng ta internal thì chúng ta có thẻ style, thì với JavaScript thì chúng ta cũng có thẻ script. External thì chúng ta nó có là cái thuộc tính là href của thẻ link. Thì ở đây chúng ta có thể có thuộc tính là src của thẻ script. Xong chưa? Nếu mà thẻ script, nếu mà viết đầy đủ nhá, nếu viết đầy đủ chúng ta phải có thêm cái này type bằng text sượt JavaScript. Như này mới đủ. Được chưa? Xong. Xong chưa? Tiếp theo này. Với các ngôn ngữ lập trình lúc nãy tôi có nói đến cái khái niệm là biến. Đúng không? Thế biến là gì? Nhớ một lần thôi nha, tôi chỉ nhắc một lần thôi nha, lần sau học các ngôn ngữ khác tôi không nói lại nữa đâu. Được chưa? Thế biến là gì? Các bạn đều học các ngôn ngữ lập trình rồi đúng không? Biến là gì? Biến là gì? Một biến, tôi muốn có một biến. Biến. Biến là biến hình, transform. Wow. Biến á, nó là một đại lượng. Nghe kiểu toán học nhỉ, tôi giải đi. Wow. Biến, nó là một, tôi chẳng được gọi là gì. Nó là một cái gọi là cái gì nhỉ? Giá trị. Không, giá trị là khác. Nó là một cái thành phần mở ngoặc có tên. Có tên và chúng ta có thể mang giá trị. Mang giá trị và thay đổi giá trị theo thời gian. Được chưa? Đấy là khái niệm biến biến. Nghe có vẻ tinh, thực ra nó đổi một chữ và cái gì đấy để xong. Xong cái biến. Được chưa? Nói sâu hơn một chút về cái, nếu mà chúng ta hiểu
chắc là chúng ta ở đây có nhiều bạn được học về 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 công nghệ thông tin đúng không? Thì chắc chúng ta cũng được học cái môn gọi là cái môn I2C là Introduction to Computer cái gì đúng không? Có được học không? Thầy nói tiếng Việt đi. Cái gì tiếng Việt? Có nghĩa là giới thiệu của cái kiểu nhập môn khoa học máy tính. Biết không? Cái môn mà dạy chúng ta cái môn những nhịp phân 1001 ấy. Có biết không? Assembly. Hả? Ờ, kiểu đấy. Assembly. Ờ, đấy. Thì nếu chúng ta được học môn đấy, chúng ta sẽ hiểu như thế này. Mỗi một biến khi được tạo ra thì cái máy tính của chúng ta ấy, nó sẽ phân cấp cho cái biến này một cái ô nhớ. Và ô nhớ này có cái gọi là cái dung lượng bao nhiêu phụ thuộc vào cái giá trị của nó được gắn vào. Được chưa? Và cái ô nhớ này nó sẽ được đánh số. Ô nhớ sẽ đánh số và cái ô nhớ này nằm ở đâu? Ô nhớ này nằm trong RAM. Được chưa? Ô nhớ này nằm trong RAM. Cái này rất là quan trọng nhá. Lưu ý tôi cái này rất là quan trọng. Bởi vì sau này chúng ta sẽ có cái khái niệm tên là tham số và tham trị. Được chưa? Tham số là gán giá trị của một biến. Còn tham trị ấy thì là gán cái ô nhớ của một biến vào trong RAM. Được chưa? Hai khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Đây là chúng ta phải nắm được. Được chưa? Rồi, đây là về khái niệm của nó. Và lưu ý thêm một tí nữa thì ở đây thôi. Được chưa? Mỗi một biến sẽ được gán cho một cái ô nhớ, được phân cấp cho bằng cái ô nhớ ở trong RAM. Được chưa? Sau đó đến cái cú pháp. Thì với JavaScript, tất nhiên là mỗi một ngôn ngữ sẽ có cách khai báo biến khác nhau. Ví dụ như trong Java hay C# thì chúng ta có int, ví dụ như kiểu h bằng cái gì đấy đúng không, bằng 50 chẳng hạn, chấm phẩy này đúng không. Với JavaScript thì chúng ta có kiểu khai báo biến là và tên biến có thể là chấm phẩy nếu mà chúng ta không muốn gắn giá trị, hoặc bằng một cái giá trị nào đấy, có thể là số, có thể là chữ, có thể là mảng, có thể là object. Yeah, hoặc là có thể là kiểu boolean, không cần định nghĩa trước kiểu dữ liệu của biến, yeah, chỉ cần biết là và. Yeah. Còn cái sự khác nhau vì sao thằng này làm được thế và vì sao JavaScript và Java hay là thằng C# không làm được thế thì tôi rất thích. Yeah. Yeah. Và cái kiểu dữ liệu của biến này nó sẽ phụ thuộc vào cái giá trị mà nó được gán cho. Xong chưa? Đây là tạo ra một biến. Thế rồi, xong rồi. Được chưa? Thế vậy vì sao lúc nãy tôi nói là cái giá trị của biến có thể được thay đổi theo thời gian. Ví dụ, chúng ta có một cái biến tên là và tên biến như này bằng 5. Sau đó chúng ta tiến hành là echo, hoặc là nhập để quốc tế về. Tiến hành console.log cái tên biến này ra. Thì đến lúc này ấy, cái tên biến cái console log này sẽ hiển thị giá trị bằng 5. Được chưa? Sau đó xuống dòng phía dưới, đây là dòng 1, dòng 2, bây giờ đến dòng 3 này. Dòng 3 thì chúng ta có cái tên biến bằng kiện th chẳng hạn. Đúng vậy. Sau đó lại copy duplicate cái dòng này xuống dưới. Thì cái giá trị được hiển thị nó sẽ là tên là được hiển thị ra là một cái h cùng một tên biến. Thì ở trên được gán một giá trị x, ở dưới chúng ta gán lại giá trị của nó bằng y, hay là nó sẽ được gán bằng giá trị của một cái biểu thức nào đấy, bằng kết quả của biểu thức nào đấy, thì cái giá trị này, cái biến này nó sẽ được gán lại giá trị và thay đổi kiểu dữ liệu, thậm chí nó thay đổi kiểu dữ liệu luôn. Và khi hiển thị ra nó sẽ là mang cái giá trị tại cái thời điểm mà ngay trước khi chúng ta hiển thị giá trị của nó ra ngoài. Được chưa nhỉ? Tết nhá. Trong main.js này chúng ta sẽ có là xóa một dòng thôi. Chúng ta có va name bằng 123, 13 đi, ví dụ thế. Tiến hành document, không, chúng ta dùng console
console.log, console.log của cái name kia. Sau đó chúng ta gán tiếp name bằng đẹp trai chẳng hạn. Tiến hành duplicate thằng console.log này ra và kéo xuống dưới. Thích gán cho nó bằng cái gì thì gán. Test đi, ra ngoài kia chạy đi, refresh, chả có mẹ gì xảy ra cả, đúng không? Nhưng mà mở console này ra này, mở tab console ra, bật F12 lên, mở tab console ra, chúng ta sẽ nhìn thấy, ở đây là 13, sau đó là đẹp trai, đúng không? Đấy là cái, mặc dù chúng ta thao tác trên cùng một biến, được chưa nhỉ? Test xem có đúng không? Xong chưa? Tiếp tục nhá. Không có ai hỏi gì là tôi cứ thế tôi chạy đấy. Tiếp theo. Thế vậy thì chúng ta có biến rồi, ok, biến xong. Thế bây giờ biến đặt tên thế nào cũng được à? Không. Thế biến đặt tên như nào? Đâu rồi? Thế nào vừa kêu không đâu rồi? Ai đấy? À, rồi, sinh gái, không biết tên. Rồi, lớp này ai cũng sinh gái. Theo bạn biến đặt tên như nào được? Không bắt đầu bằng số. Mang giấy bút ra mà ghi vào. Không rồi lại quên đấy. Hả? Không bắt đầu bằng ký tự đặc biệt. Tự nhiên em quên rồi. Gì nữa? Biến được không, không được chuyển đổi cách. Rồi. Gì nữa? Đó. Thế rồi. Rồi, đúng rồi. Một. Biến. Chúng ta nói đến cái vế là bắt đầu trước. Thì đúng như bạn nói, biến không bắt đầu bằng số, không bắt đầu bằng ký tự đặc biệt, ngoại trừ dấu gạch chân gạch dưới, hay còn gọi là xít trừ. Nhá. Tất cả những ký tự đặc biệt đều không chấp nhận, chỉ trừ một dấu gạch dưới, dấu gạch ngang không được chấp nhận. Sao siếc đô la đô lên thì càng không. Thế trong đây là ký tự bắt đầu nhá, đây là ký tự bắt đầu này. Thế còn ký tự phía trong thì sao? Các ký tự sau. Các ký tự phía sau thì sao? Chỉ trừ những cái ký tự đặc biệt này. Ở các ký tự phía sau cũng chỉ chấp nhận một cái này thôi. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt số ở phía sau. Tên biến. Được chưa? Cái nữa lưu ý thôi là cái độ dài. Độ dài tên biến không có giới hạn. Thế cho nên chúng ta đặt tên biến nào ấy nó phải có ý nghĩa. Chứ đừng đặt cái kiểu là A, B, C, A1, A2. Được chưa? Ở cái lớp này tại từ mới bắt đầu từ bây giờ đặt tên biến là chỉ một mình tôi được đặt là A, B, C thôi. Yeah. Còn để tôi nhìn thấy ông nào bà nào mà đặt ABC thì hiểu rồi với tôi. Yeah. Nhớ nhá, đặt tên biến phải có ý nghĩa, không phải là để mình nhớ đâu, mà để người khác đọc code người ta còn hiểu là cái biến này dùng để làm cái gì. Được chưa?
Với lại chúng ta cũng không thể nào chắc chắn được là sau khoảng 5 năm nữa quay lại maintain hệ thống chúng ta biết cái biến đấy làm gì không. Như tôi chỉ khoảng 2 tháng rồi quay lại tôi không nhớ cái biến đấy, nếu tôi đặt công cụ đấy là không nhớ là cái biến nó làm gì thôi. Được chưa? Hãy lưu ý khi mà đặt tên biến. Tiếp tục vẫn còn nữa. Khi mà đặt tên biến thì chúng ta có hai cách đặt chính. Tùy các bạn sử dụng một trong hai cách này. Đừng giải và sử dụng cách khác. Đừng đặt kiểu này nhá. Gì nhỉ? Tôi gì tên ba cái gì một cái gì như này này, tôi nhìn thấy tôi tập chết nhá. Không được sử dụng tin code khi đặt tên biến, nhá. Ngày xưa tôi cũng giỏi cái này lắm nhưng bây giờ tôi quên hết rồi. Không được phép đặt như này mà tên biến phải đặt như này này. Cách thứ nhất là đặt theo camel case, đây là con lạc đà, được chưa? Thì tên biến của chúng ta là va, nhưng tên bạn là gì? Tên là gì? Vượng. Cái gì vượng? Nguyễn Văn Vượng. Nguyễn Văn Vượng bằng x, ví dụ thế. Được chưa? Đây là trong camel case. Camel case là con lạc đà đúng không? Thế đây là cái biếu. Đây là cái biếu này. Được chưa? Đây là kiểu camel case. Kiểu thứ hai là kiểu snake case. Snake là con rắn chứ không phải là snake nhá. Snake là bim bim. Snake. Yeah. Snake thì chúng ta có ba Nguyễn gạch dưới Văn gạch dưới Vượng bằng y chẳng hạn, chẳng phải. Yeah. Đây là kiểu con rắn. Thích đặt kiểu gì thì đặt, nhưng mà phải đặt một trong hai của bạn. Được chưa? Tên biến dài của bạn, càng dài càng tốt, càng dài càng rõ nghĩa. Tên biến không liên quan gì đến tốc độ xử lý của hệ thống đâu, cho nên thích đặt thì đặt. Xong chưa? Hết chưa? Xong rồi nhá. Tiếp tục. Biến có thể giúp chúng ta thực hiện các phép toán. Ví dụ cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư, phép toán so sánh. Nhá. Thì đấy là cái tác dụng của biến. Ví dụ như sau. Tôi comment mới này vào nhá. Đây là comment. Comment của nó thì như này. Tí quên. Comment ở trong các lập trình ấy thì hầu hết là đều áp dụng được cái trò này. Đó là dấu sược là comment trên một dòng. Đấy chưa? Comment một dòng. Khi mà comment vào rồi thì chúng ta cái dòng đấy gần như là nó không biên dịch nữa, nó bỏ qua. Nó không dịch ra nữa, nó bỏ qua cái dòng đấy. Đấy chưa? Đây là một cách. Cách thứ hai là chúng ta comment nhiều dòng thì chúng ta như này. Nhầm. Nào nhỉ? Xong của tôi khác, phím tắt khác. Đây comment nhiều dòng. Thì là nằm trong cái block này. Cứ nằm trong cái block này, đây là bắt đầu comment và đây là kết thúc comment. Thì là nằm trong block này nó không dịch nữa. Được chưa? Đây, hai cái comment này các bạn phải nhớ. Tiếp theo. Chúng ta có va name bằng from tên, họ và tên. Hai chấm. Chấm phải. Và address bằng from địa chỉ hai chấm. Sau đó chúng ta có thể là viết là document.write, nên là thẻ viết vào đây là thẻ H1 đi. À thôi, tôi viết này là hơi khó cho các bạn. Thì tôi sẽ viết vào đây là document write là bằng name cộng với một cái string gạch ngang cộng với address là bằng tên gạch ngang địa chỉ.
Được chưa? Chạy đi. Chạy nha. Họ và tên, hiện TH, địa chỉ Nam Định. Được chưa? Đây là phép cộng. Đây là phép cộng. Được chưa? Hai biến cộng với nhau và cộng thêm một cái chuỗi nằm giữa nữa. Đây là phép cộng. Chưa? Tiếp theo chúng ta có va x1 bằng 7 và x2 bằng 12. Chúng ta có document right. Document right. X1 cộng x2. Thì hiển thị nó ra bằng mấy? 19. Đúng rồi. Được chưa? Đây phép cộng. Tiếp theo đến phép trừ. Nếu mà x1 trừ x2 đấy ra là trừ 5. Đúng không? X1 chia cho x2. Đây tôi để là 6 đi. Được mấy? 0,5. X1 phần trăm x2 bằng mấy? Bằng 6. Được chưa? Đây là phép chia lấy dư. Chia lấy dư. 6 chia cho 12 là bằng mấy? 0,6. Bằng 1 dư 6. Được chưa? Chia lấy dư. Đấy là các phép toán cơ bản. Được nhỉ? Tiếp theo. Tiếp theo. Còn chưa hết đâu. Bây giờ tôi giới thiệu thêm cho các bạn thêm cái prompt này. Prompt này. Nó là sẽ hiển thị cho chúng ta một cái dialog. Cái dialog là cái box hiển thị lên trên đấy. Và cái box đấy cho phép chúng ta viết chữ vào. Được chưa? Thì bây giờ tôi muốn thu thập thông tin của ba con số giống như hôm trước. Đợt trước tôi chưa cho các bạn làm nhỉ. Thì đây chúng ta sẽ có một cái prompt như này. Đây là số A. Prompt. Đây là cạnh A. Hai chấm duplicate lên. Đây cạnh B. Đây là cạnh C. B, C. Xong. Bây giờ sau khi thu thập xong, tôi muốn tìm xem ba cái độ dài người ta nhập vào ấy, bắt buộc phải nhập độ dài nhé, chúng ta chưa validate thì chưa tính, nhưng mà cứ nhập số ở đấy, muốn tìm xem là ba cái độ dài chúng ta nhập vào nó có hình thành một tam giác hay không, thì chúng ta làm như thế nào? À cái này chưa học ít nhỉ, quên, xin lỗi, để coi nào, tổng đi, tổng ra cạnh thì sẽ bằng là document right của A cộng B cộng C à? Này à? Đúng không? Vì sao lại là string? Ví dụ nhá, test luôn. Đây là 5, 6, 7. Vì sao lại ra như này? Đây à? Giải thích. Tạo ra debugger. Những cái này tôi không nói nhiều nữa nhé. Tạo ra một chữ debugger. Refresh. A là bằng 4. Dừng lại đây này. Chúng ta hover vào cái chữ A. Wow. Đây. Nhìn không? Nếu mà là số thì nó sẽ không có hai cái dấu ngoặc kép ở phía ngoài. Được chưa? Còn đây là chữ,
nó là string, cho nên nó sẽ có hai ngoặc kép ở phía ngoài. Và ở này chúng ta tiếp tục F10, B là bằng 6, B cũng là string. Được chưa? Tiếp tục F10, C bằng 100. Được chưa? Đến lúc này là C cũng là string node. Vậy thì ba cái string cộng vào với nhau, ba cái chuỗi cộng vào với nhau tương đương với việc là ba cái ký tự nó ghép sát vào nhau mà thôi, thì nó sẽ ra là 46100, đúng không? Nó không thực hiện được phép toán bình thường. Cho nên nếu những cái dữ liệu mà chúng ta nhập tay vào ấy, những cái dữ liệu chúng ta nhập tay vào ấy, chúng ta phải ép kiểu, nếu muốn nó là số chúng ta phải ép kiểu sang kiểu số, từ chữ sang kiểu số. Thì chúng ta có trò ép kiểu là như thế này. Có thể là ví dụ như A nó sẽ bằng in pass in A. Sau đó B bằng pass in B C C. Bây giờ chúng ta mới cộng rồi này. Tôi đặt debugger ở đây. A, B, C. Tiếp mưa. Đây là ép kiểu từ chữ về số. Số này là ép về số nguyên nhé. Nguyên dương hay nguyên âm thì chưa biết, nhưng mà cứ ép về số. Sau khi test là xong, là chúng ta test. Đây là 1, 2, 3. Nó dừng ở đây. Thì A bây giờ bằng 1 là số này, B bằng 2 này, C bằng nan đấy hả? C là bằng nan nhỉ? Not available. Ô 7. Rồi ok. Not available, not a number. Có thể là lỗi này là do tôi nãy tôi chưa kịp viết và tôi đã enter rồi. Rồi, C rồi bằng mấy? 3 đây rồi. Khi mà chuyển ra 1 cộng 2 cộng 3 sẽ bằng 6. Được chưa? JavaScript nó một cái điểm dở. Đây là một trong những cái điểm dở của JavaScript. Đó là nếu mà chúng ta ấy, bởi vì chúng ta không có kiểu dữ liệu cụ thể, cho nên nếu mà chúng ta tiến hành cộng các cái biến vào với nhau thì nó sẽ tự động ép kiểu về cái kiểu dữ liệu lớn nhất. Được chưa? Theo cái vòng á, tôi không nhớ cái này là cái gì lắm, tôi nhớ tên. Thì theo logic, đây là cái gì? Tự nhiên quên cái tên của nó rồi. Đó là chúng ta đầu tiên là có in này, số nguyên này. Sau đó vùng lớn hơn số nguyên nó sẽ là float này. Được chưa? Lớn hơn float là string này. Được chưa? Nếu chúng ta có hai biến A là bằng string, biến B là bằng number, thì khi mà cộng A cộng với B thì thằng nào là thằng có vùng phủ lớn hơn, thằng string đúng không? Cho nên nó sẽ ép kiểu từ cái thằng bên này, từ số sang chữ, và nó cộng hai chuỗi với nhau. Giờ đấy là logic của nó nhá. Cho nên khi trong trường hợp nếu mà cộng chuỗi thì không sao, cộng chuỗi thì kệ đó. Còn khi mà chúng ta đã cộng số thì chúng ta thường thường là phải ép kiểu sau đó mới làm. Chưa? Nhớ tôi cái điều đấy. Đấy là về các cái biến. Tiếp tục chúng ta học đến cái phần tiếp theo, đó là về kiểu dữ liệu ở trong JavaScript. Thì các bạn search nhanh cho tôi xem mà trong JavaScript nó có mấy kiểu dữ liệu. Tôi sẽ giải thích từng phần một cho các bạn. Số này, chữ này, boolean này, object này, còn một kiểu nữa, undefined.
nhớ không nhỉ? Mấy kiểu gồm comment vào đây vậy nha. Đầu tiên là boolean thì chúng ta có biến va bu nó sẽ bằng true hoặc là bằng false nha. Đây là kiểu đầu tiên. Tiếp theo, kiểu dữ liệu tiếp theo là gì? Boolean thì chỉ có hai loại thôi nhá, hoặc là true hoặc là false. Đấy thôi. Tiếp theo. Null. Và null sẽ bằng null. Null là như ạ? Null là kiểu dữ liệu là biến không mang giá trị. Cái này nó khác hoàn toàn so với như này nhá. Nó khác như này nhá. Đây vẫn là string nhưng mà string rỗng. Đấy chưa? Đây vẫn là string nhưng mà string rỗng rồi. Còn ở đây là null là nó không mang cái loại giá trị gì luôn. Không phải là số, không phải là chữ, không phải là object, không phải là boolean cái gì gì đấy, không phải. Đấy chưa? Tiếp tục. Cái kiểu này là kiểu string. Đây là kiểu null. Đây là kiểu string. Chúng ta còn có kiểu gì nữa? Kiểu gì? Undefined. Đây là kiểu... kiểu gì? Kiểu gì? Và a và un bằng undefined. Như này. Hả? Undefined nó rất là mơ hồ nhá. Undefined thuộc dạng là chưa được định nghĩa. Đây nó có thể coi là một trạng thái chứ không thể coi. Nhiều khi tôi cũng không đánh giá nó là một giá trị của một biến đó. Được chưa? Nó là một trạng thái thì chúng ta sẽ thường có undefined như thế này. Đó. Phía trên của chúng ta có biến nào tên là thiện DH không? Không có, cho nên trạng thái của cái thiện TH này nó sẽ là undefined mà JavaScript cứ gặp ở đâu undefined là bỏ lỗi. Đây. Anh nhìn thấy lỗi không? Được chưa? Mở tab console nhìn này. Uncast reference error thiện TH inos define. Được chưa? Chưa được định nghĩa cái biến này. Được chưa? Đây là undefined. Tiếp tục. Kiểu gì? String đây. Đây. In hả? Trong JavaScript không phân biệt cụ thể kiểu in, kiểu float, kiểu double mà nó chỉ có kiểu number thôi. Được chưa? Chúng ta có va 5 bằng 5 bằng 6. Va 52 bằng 6.5. Được chưa? Đây là kiểu các kiểu dữ liệu mà. À còn kiểu nữa, kiểu object. Object. Thì chúng ta sẽ có và obj bằng như này là object. Như thế nhỉ? Object thì nó sẽ có các cái thuộc tính đối tượng mà. Đối tượng sẽ có các thuộc tính thì chúng ta sẽ có thể là name 2 chấm thiện th age 26 hometown Nam Định xếp xuống. Được chưa? Đây là kiểu object. Object sẽ có các thuộc tính và có các hành động. Hành động chúng ta học sau. Để lấy được và để thay đổi được những cái thuộc tính nằm trong object này, ví dụ chúng ta muốn, đây tôi sẽ console.log ra cái obj. Obj. Đây là hiển thị giao toàn bộ giá trị của object.
Bây giờ tôi muốn tiến hành là thay đổi giá trị của một object thì tôi có là obj.name bằng t3h và console log lại một lần nữa. Được chưa? Lấy giá trị ra thì cũng chỉ là obj tên biến cộng với chấm cộng với tên thủ tịch. Tên property. Được chưa nhỉ? Xếp xuống. Test. Đây. Đây trên là thiện thế hát này. Được nhỉ? Đây thằng này hiện từ trước. Đây là thiện thế hát. Nhầm, đây này, các bạn nhìn nhau. Chẳng qua nó hiển thị cái này là console log ra sau nên nó bị thay đổi giá trị của nó thôi. Ở đây nó vẫn ghi là thiện thế hát này. Được chưa? Đây vẫn là thiện thế hát này. Nhưng mà đây là hiển thị giá trị cuối cùng. Đây vẫn là thiện thế hát này, 26 Nam Định. Ở dưới này là T3H 26 Nam Định. Thế chưa? Đây là kiểu object. Kiểu tiếp theo là kiểu mạng Array. Thì thằng Array này chúng ta có var arr bằng. Đây là một cái Array. Trong Array của chúng ta có thể là nam 1, 2, 3, someone. Rồi thì là một cái mạng khác 99, 100, phải tiếp luôn một cái object tên là object này nó sẽ là age bằng 19, school. Bằng T3H. Ví dụ như này, tôi sẽ tiến hành console log cái thằng này ra. Đó, được chưa? Đây là kiểu mạng. Chúng ta refresh sẽ nhìn thấy kiểu dữ liệu dạng mạng. Lỗi gì nhỉ? À đây nhầm. Đây là arr. Biến này biến arr. Đây. Gồm 6 phần tử số 0 là 1, 1 là 2, 5, 3, 4 là một cái mạng, 5 là một cái object, 19 school. Được chưa? Đây là kiểu object đối tượng trong JavaScript. Bản chất của JavaScript là đã là hướng đối tượng rồi nhé. Bản chất của nó đã là hướng đối tượng rồi. Cho nên là chúng ta, nó đưa thẳng cái object trở thành một cái đối tượng luôn, sử dụng lúc nào cũng được. Được chưa? Đấy là các kiểu dữ liệu ở trong JavaScript. Thì tùy theo cái kiểu dữ liệu của chúng ta là cái gì, chúng ta sử dụng cái loại dữ liệu tương ứng. Được chưa nhỉ? Xong. Lưu ý với Array thì nó có thể chứa được tất cả các thể loại dữ liệu khác. Được chưa? Và ngược lại với Object thì một cái property trong Object hoàn toàn có thể chứa được một Array. Đây, tôi thích thì tôi chứa array trong này không bị gì cả. Đây là arr đi, hai chấm bằng một cái biến, bằng một cái mạng. Refresh, các bạn đã nhìn thấy trong này nó là một cái mạng. Thấy không? Hãy lưu ý hai thằng này. Chưa tính là mạng, chúng ta có mạng một chiều, mạng hai chiều, chúng ta sẽ có một cái phần riêng để học về mạng sau. Được chưa? Bây giờ dạy đến cái câu lệnh rẽ nhánh để chúng ta có đồ chơi này. Nhá. Tiếp theo đến khái niệm, xong chưa? Xong phần này chưa? Đây.
Xong chưa? Được chưa? Ngấm lâu ấy. Tiếp tục nhá. Bây giờ đến phần tiếp theo là câu lệnh dễ nhánh ấy. Câu lệnh dễ nhánh thì ở đây có bạn nào không biết không? If else có bạn nào không biết không? Rồi, chắc là biết hết rồi. Chúng ta sẽ có như sau. If cái năm lớn hơn 6 thì console log ra. Để tôi comment hết cái mớ trên này vào nhá. Để cho nó đỡ vướng. Comment hết cái mớ này vào. Rồi. Chúng ta có biến va 5 bằng 7. Chúng ta sẽ console log ra là số này không lớn hơn 6. Được chưa? Này thôi. Còn chưa? À, số này lớn hơn 6 nhé. Lớn hơn 6. Mỗi thế này thôi. Để thực hiện một cái câu lệnh nào đấy với điều kiện là cái biến kia của chúng ta phải lớn hơn 6. Nhá. Refresh. Số này lớn hơn 6 ấy. Bây giờ số của chúng ta mà bằng 6 xem. Thì có gì xảy ra? Chẳng có gì xảy ra. Được chưa? Tức là kiểm tra if đóng mở ngoặc điều kiện. Nếu điều kiện thỏa mãn thì chạy những cái câu lệnh nằm trong cái cặp dấu ngoặc nhọn của if. Đấy là cái định nghĩa về if, câu lệnh dễ nhánh. Nếu thỏa mãn điều kiện thì phải chạy bộ câu lệnh này. Tiếp theo là chúng ta có if thì có else. Chúng ta ở đây có 5 này bằng cái prompt. Điền cái gì vào đây? Ví dụ thế, được chưa? Else số này nhỏ hơn hoặc bằng 6. Bây giờ các bạn nghĩ nó ra cái gì? Thử nhá. 6. Số này nhỏ hơn hoặc bằng 6 ấy. Refresh. 7. Số này lớn hơn 6 ấy. Được chưa? Tức là sao? Nếu giá trị chúng ta điền vào nó lớn hơn 6 thực hiện câu lệnh trên. Nếu nó nhỏ hơn 6 còn lại, có nghĩa là nếu nó không lớn hơn thì nó sẽ chạy câu lệnh ở dưới. Được chưa? Đấy là if else. Tiếp tục. Nếu lớn hơn 6, else if if 5 bằng 6 thì console log là số này bằng 6. Ở dưới này là số này nhỏ hơn 6. Thử luôn. 6 ấy.
Số này bằng 6 á. 7 đây. Số này lớn hơn 6 á. 4 này. Số này nhỏ hơn 6 á. Được chưa? Đây là câu lệnh rẽ nhánh với nhiều nhánh. Cũng đơn giản vậy thôi. If else, if else. Tức là nếu không thỏa mãn điều kiện 1 thì kiểm tra điều kiện 2. Nếu không thỏa mãn cả hai điều kiện phía trên thì chạy câu lệnh ở phía dưới. Và chúng ta sử dụng nó phải thật là linh hoạt. Có nhiều trường hợp là chỉ có if và else if thôi, không có thằng else này. Thì chúng ta cứ tự nhiên bỏ nó đi thôi, chả vấn đề gì cả. Được chưa? Tùy theo cái nhu cầu chúng ta sử dụng như thế nào. Được chưa? Còn một phát nữa. Đó là như này. Nhầm. Đây tôi sẽ comment ở phía dưới này. Đây comment mới đây vào nhá. Chúng ta sẽ có va test bằng 5 lớn hơn 6 thì test sẽ lớn hơn 6. Còn lại thì test nhỏ hơn hoặc bằng 6. Và chúng ta tiến hành console log là 5. Và test chứ. Đây là một loại biến thể phép gán nhanh áp dụng cùng với câu lệnh if else nằm trên một dòng. Thì chúng ta có như sau. Từ chạy đã, tôi giải thích. Đây là 6 thì test nhỏ hơn hoặc bằng 6. Refresh 7 test sẽ lớn hơn 7. Nhớ nhỉ? Cái này có ý nghĩa như nào? Chúng ta có một cái biến test, chúng ta muốn gán cho nó một cái giá trị nào đấy, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ có một cái biểu thức, đó là nếu, đây là điều kiện này, nếu điều kiện này đúng thì cái biến này sẽ được gán giá trị này. Được chưa? Nếu biểu thức này sai thì cái biến này sẽ được gán giá trị đằng sau. Được chưa? Câu lệnh này khi đi làm sẽ được sử dụng rất là nhiều. Sử dụng cực kỳ nhiều luôn hả? Cái gì? Nhưng mà nhiều đứa không biết đâu, vẫn quên. Tôi ngày xưa vậy, đi học chán chê rồi biết thừa mấy cái này rồi, xong đến lúc đi làm vẫn quên. Sau nhìn mấy ông ấy dùng nhiều quá, mình mới bắt đầu mình nhớ lại, mình dùng lại. Được chưa? Tiếp theo đến các phép toán so sánh. Phép toán so sánh như cái này tôi viết lên bảng, tôi cũng demo. Cái này các bạn tự đi mà demo. So sánh thì chúng ta sẽ có là so sánh bảng. Nó sẽ bằng A bằng B hay không? Được chưa? Hai dấu bằng là phép so sánh bằng. Thì cái này nó sẽ so sánh giá trị với giá trị. Được chưa? So sánh giá trị với giá trị với nhau. Nếu mà hai kiểu này mà hai biến này có giá trị khác nhau, khác loại nhau, một thằng stream, một thằng number, thì nó sẽ đưa về cùng một loại và so sánh. Chưa? Thế cho nên sẽ dẫn đến tình trạng là không false, hai thằng này bằng nhau, trả lời true. Thế đấy, không là bằng với false đấy. Nếu các bạn so sánh bằng thì thường như này. Được chưa? Để so sánh cụ thể hơn, chính xác hơn thì chúng ta có ba dấu bằng A, B. Đây mà nó gọi là so sánh tuyệt đối. So sánh cả về giá trị và kiểu dữ liệu. Chỉ cần khác nhau về kiểu dữ liệu thôi là đã bằng phôn rồi.
ta có bằng thì sẽ có khác. Nếu mà a dấu chấm nha, chúng ta nhé, nếu mà a khác với b thì chả phải true, còn nếu mà a mà bằng b thì chả phải false. Được chưa? Dùng nhiều thì mới nhớ được, không nhớ đâu. Tiếp theo là so sánh khác tuyệt đối, a khác b tuyệt đối thì cũng là so sánh cả về giá trị và dữ liệu, kiểu dữ liệu. Còn những cái thành phần khác như lớn hơn này, lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng thì dễ rồi, đúng không? Xong chưa? Tiếp tục nhé. Rồi, phần này không phải dễ, phải dùng suốt. Tiếp tục với một câu điều kiện ít, đây thì hiểu chúng ta là điều kiện đúng không? Nhá. Thì trong một tổ hợp này chúng ta có thể sử dụng kiểm tra nhiều điều kiện lúc với cái phép toán piecewise. Ví dụ như điều kiện 1 và điều kiện 2. Tức là câu lệnh này nó sẽ cái này nó sẽ được cái câu lệnh ở trong này sẽ được thực thi khi cả hai cái điều kiện này được thỏa mãn, tức là cả hai đều nhỏ chung thì sẽ được chạy cái này. Được chưa? Và chúng ta có thể là và tiếp theo là đến điều kiện 3, điều kiện N, tùy bao nhiêu tùy. Và cái logic của thằng này này là nó sẽ chạy từng cái điều kiện 1. Nếu điều kiện 1 thỏa mãn rồi thì chạy tiếp đến điều kiện 2. Điều kiện 2 thỏa mãn rồi chạy tiếp đến điều kiện 3. Được chưa? Nhớ nhé, cái này khá là quan trọng. Kể cả sau này chúng ta học PP cũng rất là quan trọng. Cái logic của nó là xử lý từng thằng một, kiểm tra điều kiện từng thằng một. Tiếp theo đó là cái và thì là hai dấu gạch đứng, thì là chỉ cần một trong những cái điều kiện ở đây true, trả về true thì sẽ được chạy cái đoạn code nằm trong phòng của nó. Giờ đây là phép hoặc hai dấu gạch đứng là phép hoặc. Tiếp theo chúng ta có phép phủ định A, phủ định A thì cái này là như thế nào? Tương đương với A nhân với trừ 1. Được chưa? Thì A nhân với trừ 1 là như nào? Ví dụ A là bằng 5, phủ định của A thì là gì? Nó có chạy cái này không? Vâng. Vì sao không? Nếu mà như này này, nếu ba bằng năm nhé, nó sẽ so sánh với chung. Nếu ba bằng không đúng không, a bằng không thì mới chạy cái này, nhớ a bằng không thì mới chạy cái này. Tức là sao? A đây đang bằng không này, phủ định của không đang là bằng không, phủ định của nó bằng nhau thì mới chạy. Đấy, đây là phép phủ định này. Hoặc là thường thường là chúng ta kiểm tra cái này này thì người ta dùng để kiểm tra cái giá trị của bên A. Nếu mà A lên tương đương với nếu mà A bằng false, được chưa? Đây tương đương A bằng false thì chạy cái này. Còn nếu mà giá trị của A bằng true thì không chạy. Đấy là cái logic của cái phép phủ định này. Tiếp theo, quên còn nhắc các bạn thêm một cái phép nữa, một cái phép toán nữa. Đó là cái phép này. Ví dụ va a bằng 5. Đây là console chấm log a cộng cộng log ra là mấy? 6 á? 5. Vì sao 5? Là chạy vào trong cái cổng. Là bỏ A1 và Z. A1 và 5. Và sau đó cái con số log A đến lúc này là A1 và 6.
được chưa? Thì cái cộng a cộng cộng này tương đương với việc bằng a, tương đương với việc bằng a bằng a cộng 1, được chưa? Cộng thêm một giá trị nữa. Nhưng mà tuy nhiên cái khi mà chúng ta sử dụng a cộng cộng này thì là tại thời điểm thực thi, tại thời điểm thực thi cái giá trị của a vẫn giữ nguyên, sau khi thực thi xong cái dòng này thì a mới được cộng, được chưa? Ngược lại với nó là chúng ta có cộng cộng a và thực thi cái này luôn tại cái thời điểm gọi ra thì là a sẽ bằng 6. Tương đương với nó ngược lại chúng ta có a trừ trừ và trừ trừ a, được chưa? Tức là trừ đi một giá trị, xong chưa? Nhớ nhé, cái quan trọng ở đây nó chúng ta rất là hay bị lừa bởi vì chúng ta không hiểu cái thời điểm, chú ý tôi là tại cái thời điểm thực thi đồng dòng này. Tiếp tục chúng ta có ví dụ như kiểu a sẽ bằng 7, bây giờ là a cộng bằng 8, con số a cộng bằng này tương đương với cái việc là bằng a bằng a cộng 8, được chưa? Cho nên chúng ta có trừ bằng, nhân bằng, chia bằng, được chưa? Và chúng ta có kể cả cộng chuỗi chúng ta cũng có thể cộng bằng tiếp được luôn. Đấy là lưu ý cho tôi khi mà chúng ta làm cái những cái phép toán. Thì bây giờ giống như đề lúc nãy là đề của chúng ta sẽ là hiển thị ba cái dialog để thu thập các cái tham số, các cái độ dài là a, b, c là số. Sau đó kiểm tra và hiển thị ra xem là ba cái độ dài có hình thành tam giác hay không. Hình thành được tam giác hay không? Nếu mà có hình thành được tam giác thì hiển thị tiếp cho tôi cái chu vi và diện tích. Làm luôn. Cho làm trong bây giờ đấy. Thầy nói lại. 7:35. Ai bảo không ghi? Hiển thị ba cái prom tức là cái dialog ấy. Bây giờ để thu thập thông tin ở cái độ dài của ba cạnh ABC. Được chưa? Sau đó tính toán kiểm tra làm sao xem là ba cái độ dài có hình thành tam giác hay không. Được chưa? Và xem nếu nó hình thành tam giác thì hiển thị tính cho tôi cái chu vi và diện tích của tam giác đấy. Cho làm hẳn 25 phút xem có ai xong không. Nếu mà làm đúng thì trong chỉ khoảng 10 phút là xong.
Tính mà hệ thức hero phép căn là math.sqrt phép căn math.sqrt đấy phép căn chu vi diện tích tính hết. Thank you.
Xong chưa? Dễ không? Dễ mà. Có cái gì đâu. Swing rồi ấy. Mưa rồi, buồn quá. Đi ra ngoài kia lại ướt hết. Xong chưa? Cái gì? Xuống dòng hả? Cái document write nó là string mà, viết thẻ P vào đấy. Ừ. Thích viết cái gì vào thì viết mà, ở trong đấy là nó là string mà.
Console thì không cần, console là mỗi cái một dòng. Nhấn thẻ P vào. Nhấn thẻ P vào trong đoạn string ấy. Cộng cái BR vào cuối cũng được. Năm chín rồi, một phút nữa. Ai mà không được. Tôi làm được xuống xem nhá. Chữa bài nhá. Rồi, chữa bài nhá. Rồi. Chúng ta có va A bằng pass in của prom số A hai chấm đây rồi đây chấm nào đâu B C C đây là C này, đây là B này. Xong để kiểm tra một số có ba cái độ dài này có phải là hình thành tam giác hay không thì chúng ta có cái gì hết chưa thật không đấy 001 có hình thành tam giác không tổng hai cạnh vẫn lớn hơn à đâu 001 không 001 cũng không rồi đúng rồi à đúng tôi chỉ ít ít a cộng b lớn hơn c và a cộng c có không thì đúng rồi 01 02 đúng rồi chỉ cần một điều kiện này là đủ rồi
ấy là cái nào? Đơn số nào? Không ra được, không ra được. Độ dài ba cạnh đóng mở ngoặc đô la là rồi xong. Nếu mà hình thành, nếu mà này là có tam giác rồi đúng không, chúng ta có chu vi và p, chu vi bằng gì nhỉ? Tổng ba cạnh rồi bằng a cộng b cộng c yeah. Và s và p 2 chẳng hạn thì nó sẽ bằng p chia 2 đúng không, chúng ta sẽ có cái s và s bằng cái gì, hệ thức Hê-rông là bằng cái gì, mat s quy t của cái gì, p nhân p trừ hai cứ cho vào trong ngoặc cho nó chắc củ rồi sao nữa, tôi search cho nó nhanh. Tôi không nhớ cái này sau nhân tiếp p 2 p 2 trừ p 2 trừ a nhân với p 2 trừ a đúng không, nhân với p 2 trừ b nhân tiếp với p 2 trừ c xong chưa, đấy sau đó là document y đây chúng ta có thể h2 là độ dài ba cạnh ABC có hình thành được tam giác và dưới có chu vi P chu vi hai chấm đô la P diện tích S xong. Bây giờ làm cho đến mấy phút rồi chạy. A là bằng 1, 2, 3. Này không hình thành tam giác đúng không? Rồi. Sai à? Không, 1, 0. Rồi. Tiếp theo là 2, 3, 4. Đây là chu vi, diện tích. Xong. Đây, ok rồi. Mất không đến mấy giây, không đến mấy phút. Đúng không? Tiếp tục, giải tiếp. Thêm bài nữa cho nó vững. Vẫn độ dài ba cạnh. Giải phương trình bậc 2 AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Tôi không quan tâm. Càng dài chúng ta càng được luyện nhiều. Làm luôn. AX bình cộng BX cộng C bằng 0. Phương trình bậc 2. Đến học kỳ kèo nữa tôi bắt giải phương trình bậc 3 rồi đấy.
ngành này xong rồi sẽ được học về cái mới. Ai xong trước thì lên đấy chữa, xong sớm thì sẽ học cái mới sớm. Yên tâm được mang máy lên.
được. Không được. Đấy. Nãy giờ mới có 17 phút. 15 phút. Làm tiếp không? Bạn nào xong rồi làm tiếp cho tôi đề tiếp. Tôi nhiều đề. Nhập cho tôi một chục số. 10 số. 10 cái prompt. Sau đó tìm cho tôi số sắp xếp cái danh sách những cái số đấy thành à đâu? Không, chỉ cần là tìm số lớn nhất thôi. Trong một chục số đấy. Title 4, thôi thì 3 số rồi bạn. Cho đỡ phải cốt nhiều. 3 số. Đấy. Dễ mà. Quan trọng là cách chúng ta vận dụng thôi. Đấy thì dễ không có gì đâu. Trong thời gian các bạn còn lại làm thì làm cái bài nhỏ nhỏ. Thích bài khó hơn, có bài khó hơn.
Xong chưa? Xong hết bài nãy chưa? Con nào chưa xong không? Phương trình bậc 2 ra chưa? Bao nhiêu bạn xong rồi phương trình bậc 2 giơ tay ạ? Phương trình bậc 2. 1 2 3. Ôi xong gần hết rồi, xong hết rồi đây. Các bạn còn lại gì ạ? Liệu bao nhiêu phút nữa tự estimate xem là cái bài đấy còn bao nhiêu phút nữa xong. Nãy tôi dạy cho dùng debugger đấy, không biết à, không biết mà debug à? Còn nhớ không? Muốn khi mà debug ấy là một kỹ năng rất là quan trọng trong lập trình. Chúng ta muốn dừng chương trình lại tại một thời điểm nào đấy, tại dòng code nào đấy. Với JavaScript chúng ta làm rất dễ. Đó là chúng ta đặt cái chữ debugger vào đây. Debugger vào đây. Muốn dừng ở chỗ nào thì chúng ta đặt debugger vào đấy. Sau đó ra ngoài refresh. 4, 5, 6. Nhầm. Này. Các bạn sẽ nhìn nó dừng lại cái điểm debugger. Thì tại thời điểm debugger chúng ta có thể là xem là cái các phép tính toán trước đấy nó bằng cái gì, kết quả như thế nào. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ biết được là tại thời điểm nào chúng ta làm sai. Được chưa nhỉ? Đây là một cách, còn cách nữa. Đó là chúng ta bật F12 lên, bật cái developer tool lên. Sau đó là chúng ta muốn dừng ở dòng nào thì chúng ta bấm vào cái góc này vào cái tab sược nhé. Vào file JS nào mà chúng ta mong muốn sử dụng ấy. Đây file main.js này. Thấy không? Thì chúng ta tích vào đây. Tích vào đây. Thấy không? Tích vào bất kỳ chỗ nào các bạn muốn. Sau đó chúng ta refresh lại. Các bạn nhìn này. 3 4 5. Đấy, dừng lại tại cái điểm này. Thì chúng ta tiếp tục nhảy thêm một dòng nữa, chúng ta F10. Thấy không? F10. Nếu mà gặp hàm mà muốn chạy vào trong hàm thì chúng ta bấm F11. Muốn bỏ qua cái debugger hiện tại đến cái debugger tiếp theo. Nếu không còn nào tiếp theo nữa thì chạy hết trang. Thì chúng ta bấm F8. Chạy F8. Đấy không? Nó nhảy đến cái tiếp theo. Cái này không còn nữa. Để tí ra. Thì chưa nhỏ. Đấy là debugger. Biết được kỹ năng debugger nên chúng ta sẽ làm việc nó hiệu quả hơn rất là nhiều. PHP cũng có debugger. Cũng có debug. Java cũng có debug. Thì chưa nhỏ. Rồi. Rồi các bạn hold lại, cái bạn nào chưa xong thì về nhà làm tiếp. Sang phần tiếp theo. Chúng ta tìm hiểu về mạng trong PHP. Mạng sau đó mới đến vòng lặp for, vòng lặp. Mạng. Nào thôi, không làm nữa nha, dừng lại nha. Mạng là cái gì? Mạng là gì? Tôi nghĩ là một tập hợp các giá trị, tập hợp các giá trị mang hết toàn bộ cái mớ này đưa vào trong một cái biến và bằng một cái mạng như thế này. Là một mạng. Trong mạng của chúng ta mỗi một phần tử như thế này có thể gọi là một phần tử hoặc gọi là một element. Nhưng một element hoặc một phần tử thì mỗi một element của chúng ta có thể chứa bất kỳ loại cái kiểu dữ liệu nào. Nhưng bất kỳ loại cái kiểu dữ liệu nào. Có thể là in, có thể là number, string, boolean, các kiểu object chứa cái gì được rồi. Yeah. Và các cái phần tử của chúng ta thì để lấy ra hoặc là để xếp lại cái phần tử ở vị trí bao nhiêu thì chúng ta nhớ nó có một khái niệm tên là index. Index. Như nhỉ? Index này thì sẽ bắt đầu từ số 0, 1 cho đến hết
không? Tôi làm in đấy. Ví dụ ở trong cái mảng ARR này, tôi muốn lấy cái giá trị đầu tiên này ra. Nhớ nhé, tôi không gọi là giá trị 1, mà tôi gọi là giá trị đầu tiên. Thì tôi lấy ra bằng cách là console.log ra cái ARR ở vị trí số 0, lần ra số 1. Đây, số 1 này. Được chưa nhỉ? Nếu tôi muốn xét lại cái giá trị này với string, thì tôi có cái ARR ở vị trí 0 bằng một cái giá trị x nào đấy. Được chưa? Thì là nó sẽ cái số 1 sẽ được thay thế bằng cái giá trị của x sau khi. Đấy là cái mạng. Đây là mạng một chiều. Được chưa? Mạng một chiều. Chúng ta có thể loại nữa, đó là mạng trong mạng. ARR nó sẽ bằng cái array. Trong array này lại chứa một cái array là 1, 2, 4, 9. Sau đó đến bao nhiêu phẩy thôi. Sau đó cái mạng nữa là 2, 8, 5, 4, ví dụ thế. Phẩy, ở dưới này còn nhiều mạng nữa. Ví dụ muốn lấy ra cái số này, muốn lấy ra cái số 8 này, thì chúng ta lấy ra bằng cách nào? Bóc dần. Đầu tiên với cái mạng ARR để lấy cái phần tử, đây là phần tử thứ mấy? Thứ hai thì index bằng mấy? Bằng 1. Thì để lấy ra cái mạng này nhá. Mạng này, mạng chữ 8 này. Thì chúng ta có ARR ở vị trí thứ 1, index số 1. Được chưa? Trong cái index số 1 nó trả chúng ta một cái array nữa, một cái mạng nữa. Đúng không? Thì tiếp theo ở trong cái mạng này, cái vị trí số 8 này ở vị trí index số mấy? Số 1 nữa thì là 1. Được chưa? Đây là mạng 2 chiều. Xong chưa? Mạng 2 chiều. Tức là mạng 2 chiều sẽ xảy ra khi mạng trong mạng. Có mỗi thế thôi. Bao nhiêu chiều thì bằng trọng bằng cái mạng thân nhạc. Vậy thôi. Hết đi. Được chưa? Thế vậy thì bây giờ nếu trong trường hợp chúng ta muốn vứt qua toàn bộ cái dữ liệu ở trong mạng, chúng ta tất nhiên với string, với number, với array, chúng ta còn rất là nhiều những cái hàng hỗ trợ chúng ta trong cái việc chúng ta tương tác với mạng. Cái đấy chúng ta sẽ học trong bài sau của trọng. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là với nội dung là nếu tôi muốn quét qua toàn bộ những cái nội dung nằm trong cái mạng này thì tôi làm như thế nào và làm sao để làm được cái điều đấy. Và bên cạnh đấy nữa, trước khi vào vừa rồi ấy, thì để lấy ra được cái số phần tử trong một mảng nhá, số lượng phần tử trong một mảng thì chúng ta sẽ có cái này. Ví dụ muốn lấy ra cái số phần tử trong cái mảng ARR thì hiện tại nó đang ở mấy? 1, 2, đúng không? Đấy, 1, 2 thì chúng ta có ARR.len không có nó một quạt nhá, thì .len phát nó ra số phần tử luôn, được chưa? Đây, đấy là cú pháp của nó rồi. Tôi test comment nốt cái mớ này vào. Chúng ta sẽ có là va ARR bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ví dụ thế. Chúng ta sẽ console log ra cái ARR.len như này. Để lấy ra số lượng phần tử nằm ở trong. Được chưa? Ra ngoài này, refresh. Chúng ta vào tab console. Dễ dàng, 9 phần tử. Được chưa? Đây là cái len, cái này khá là quan trọng, dùng rất là nhiều. Len là độ dài. Độ dài. Được chưa? Thì là cái số phần tử có trong là bao nhiêu thì là cái độ dài của cái mạng này là bằng đấy. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta đến với khái niệm là vòng lặp looping. Quên, có này không? Trước khi đến vòng lặp nhá, còn thế không? Đó là chúng ta khi mà muốn, chúng ta có cái mảng ARR, khi mà nó chưa có giá trị gì, chúng ta khai báo nó như này, đúng không? Bây giờ tôi, đây là trong trường hợp mà chúng ta chưa khai báo gì nhá. Trong trường hợp tôi muốn nhét thêm một phần tử vào trong, chúng ta có vài cách. Ví dụ, làm kiểu cách truyền thống thì là ARR ở vị trí 0 nó sẽ bằng x, ARR ở vị trí số 1 thì nó sẽ bằng y, đủ thế. Được chưa? Như vậy thì đến lúc này là cái mạng chúng ta tự nhiên là có
hai phần tử là x và y. Đấy. Được chưa? Tiếp theo tôi muốn ép thêm một phần tử. Tôi bất biết ở vị trí bao nhiêu, ư nhất và cuối. Thì tôi có cách như này. Đó là ARR đóng mở ngoặc như này bằng z. Ví dụ mảng chúng ta đang có x y rồi đúng không? Có thêm cả mày nữa và thực thi sau. Thì đến lúc này mảng sẽ có phần tử thêm là z cho mày. Được chưa? Ép thêm một cuối. Được chưa? Tiếp theo nếu mà đây là cách viết, một cách viết chúng ta có cách viết thứ hai đó là ARR chấm push thêm cái z vào. Push là đẩy vào. Cái mảng của chúng ta nó giống như các bạn nào nhìn thấy cái hộp bóng bàn hay là bóng tennis chưa? Nhìn chưa? Còn nếu mà chính xác hơn là cái hộp cầu lông thì cụ thể hơn. Thì chúng ta đây là một cái mảng của chúng ta nó giống của cái ống. Đây là đầu. Đây là đuôi này. Được chưa? Đây sẽ là trong trường hợp này thì x ở đây, y ở đây và z ở đây. Được chưa? Muốn nhét thêm một phần tử nữa có đuôi thì chúng ta sử dụng là array push, nó sẽ nhét vào đây. Được chưa? Array push. Thế muốn nhét vào đầu thì sao? Nhét vào đầu thì chúng ta sẽ có cái hàm là hàm unstrip thì là sẽ nhét lên đầu để đáp lý này. Để đáp lý là unstrip nhét lên đầu. Được chưa nhỉ? Đấy là nhét xuống cuối, nhét lên đầu. Chúng ta có push và unstrip. Các bạn học cái thì nhỉ, môn DSA là môn giải thuật chứ? Có chút dữ liệu của giải thuật thì có biết cái khái niệm là stack không? Stack là gì? Ngăn xếp. Ngăn xếp thì kiểu tương tác dữ liệu của nó là như nào? First in, last out. Stack là hàng ngăn xếp. Ngăn xếp thì xếp xuống dưới thì phải lấy sau chứ còn gì nữa, đúng không? Coi như là bịt đầu phải lấy đuôi ra trước, đúng không? Còn cái khái niệm nữa là khái niệm về queue. Queue là hàng tròn thì là first in, first out. Được chưa? Thằng nào vào trước thì ra trước. Thì nếu mà chúng ta sử dụng stack thì nó phải lấy cái đuôi ra trước, đúng không? Thì để lấy cái phần tử ở cuối và loại bỏ luôn của hàng khỏi cái array này thì chúng ta sẽ có là arr.pop. Là lấy là đúng và loại bỏ khỏi cái array luôn. Được chưa? Tiếp theo muốn là loại bỏ cái thằng đầu tiên này, thực hiện cái cơ chế là queue thì chúng ta sẽ thực hiện là arr.shift và loại bỏ phần tử đầu tiên và lấy giá trị của nó ra. Được chưa? Đấy là về array. Để kiếm cái bút khác, bút hết rồi. Nốt lại những cái này nha, sẽ dùng đấy. Đặc biệt là push, shift với là unshift, pop thì ít khi động đến nhưng mà tôi chỉ nói kèm thôi. Và là push là từ kia hay dùng. Tiếp tục. Chúng ta có cái khái niệm là looping. Looping nó là khái niệm về vòng lặp, cứ lặp đi lặp lại. Nếu còn thỏa mãn một điều kiện nào đấy thì một cái đoạn code của chúng ta sẽ được vòng đi vòng lại, thậm chí là đến vô hạn, đến khi bao giờ máy hết ra thì thôi. Được chưa? Với vòng lặp thì chúng ta rất hay sử dụng nó với mảng. Rất hay sử dụng với mảng. Và mảng ấy, đấy cái chán gió là array có thể chứa tất cả các thể loại, đúng không? Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta dùng mảng thì thường thường là một mảng sẽ chứa những cái loại, cái kiểu dữ liệu là tất cả các element đều cùng một kiểu dữ liệu, thường xuyên là như vậy. Cho nên là thường người ta sẽ sử dụng looping đối với mảng. Thì chúng ta sẽ có các loại mảng như sau. Loại mảng đầu tiên là mảng không biết trước số lần lặp. Đó là mảng là loại mảng là while. Điều kiện thực thi câu lệnh. Đây, lông côn này. Thì là trước khi vào vòng lặp
nó sẽ kiểm tra một cái điều kiện nào đấy của chúng ta, được chưa? Sau đó kết thúc vòng lặp lại chạy lại, kiểm tra điều kiện vẫn thỏa mãn, chạy tiếp. Xong lại vòng lại lần nữa, nếu vẫn thỏa mãn chạy tiếp cho đến bao giờ không thỏa mãn điều kiện thì thôi. Được chưa nhỉ? Đó, cái này nó là vòng lặp không biết trước số lần lặp và kiểm tra điều kiện trước khi chạy. Được chưa nhỉ? Chúng ta có vòng lại vòng lặp không biết trước số lần lặp thứ hai, đó là đu bỏ vai điều kiện ở đây. Thì là khi mà gặp cái mớ cốt này, chúng ta cứ chạy vào trong phát đã, chạy vào trong phát đã, xong rồi mới kiểm tra nếu còn có điều kiện vòng lại chạy tiếp, rồi lại kiểm tra vòng lại chạy tiếp. Được chưa? Cái này nó khác với cái quay bình thường kia ở chỗ là nó luôn luôn sẽ chạy một lần ở trước, nó luôn sẽ chạy được một lần, còn lần sau có hay không chưa biết. Đừng có mà đến nào mình ngu mà làm của này nhá. Quay chu. Đã, đừng có đến nào mình ngu mà làm cái trò này. Chết đấy. Được chưa? Tiếp tục. Chúng ta sẽ có các loại vòng lặp thứ hai là vòng lặp biết trước số lần lặp. Đó là vòng lặp for. Thì chúng ta có 3 y bằng thường thường người ta để bằng 0. Chấm phẩy y sẽ nhỏ hơn một cái số x nào đấy. Có thể là array.len này này. Array.len đúng không? Thì sau đó là y sẽ cộng cộng và thực hiện cái này. Ví dụ x nhỏ hơn 100 và con số log y giảm. Thì ở đây là y sẽ chạy từ mấy đến mấy? Không đến 99. Được chưa? Cái logic của nó là cái gì? Đầu tiên, lần đầu chạy vào thì cái giá trị của y sẽ bằng 0. Kiểm tra điều kiện, y có nhỏ hơn 100 không? Không có là nhỏ hơn 100. Có, thỏa mãn đúng không? Chạy. Sau khi chạy xong, cộng y lên một giá trị. Rồi, kiểm tra tiếp cái điều kiện 1, đến loại cộng cộng là 1 mà 0 cộng cộng 1 thì là 1. Sau đó là 1 vẫn nhỏ 100 chạy tiếp cho đến là y tăng lên đến 99. 99 thì là log ra 99, sau đó là cộng cộng 1. Kiểm tra điều kiện 100 là bằng hơn 100, không nhỏ hơn nữa, không chạy, bắt buộc. Được chưa nhỉ? Đây là một loại vòng lặp đầu tiên, là vòng lặp mọi người hay gọi là vòng lặp tiến, for tiến, y cộng cộng là for tiến. Chúng ta có loại thứ hai là 3 y bằng x bằng số này đấy, chấm phẩy y lớn hơn hoặc bằng 0, chấm phẩy y trừ trừ. Đây là vòng lặp lùi. Cái logic của nó giống hệt như lúc nãy. Và vòng lặp lùi này thường được sử dụng khi mà chúng ta muốn xóa một phần tử của này ở vị trí index nào đấy, thì hay dùng cách này. Được chưa nhỉ? Tiếp theo, trong vòng lặp thì chúng ta có một cái trò, đó là phải biết câu lệnh là break. Break. Ví dụ ở dưới này con số log xong ở dưới này cộng trừ nhân chia một mớ ở dưới nữa. Thì là khi vòng lặp đặt break thì tất cả những câu lệnh ở phía dưới tất nhiên là vẫn nằm trong vòng lặp nhé, sẽ không được thực thi và thoát khỏi vòng lặp luôn. Thì đây là cái tác dụng của câu lệnh break. Câu lệnh tiếp theo là câu lệnh về continue. Bất cứ khi nào gặp continue thì tất cả các câu lệnh tiếp theo của vòng lặp sẽ không được thực thi và bắt đầu vòng lặp mới nếu mà còn có thể. Được chưa? Đấy là khái niệm về continue và vòng lặp. Còn nào thắc mắc gì không? Nào. Bây giờ sẽ như sau. Đề bài tiếp theo, nếu không có ai có ý kiến, cho một mảng array bất kỳ. Bất kỳ nhé, các bạn có biết fix các bạn hát code ở trong file main.js. Một mảng bất kỳ không biết số lượng phần tử. Không biết số lượng phần tử, không biết các giá trị trong phần tử. Bây giờ yêu cầu các bạn lặp ra
số lọc ra một là lọc ra các số nguyên dương, số lẻ bằng luôn ba về hiển thị lọc mạng, lọc ra mạng là mạng chứa các số lẻ. Đã bảo là không biết số lượng phần tử, không biết là các phần tử như thế nào, chỉ biết nó là số nguyên thôi. Tự viết vào 1, 2, 3, 5, 7, 9 thì đấy, âm bao nhiêu đấy. Sao nữa? Vô cùng. Đâu? Lọc ra phải con số lọc rồi cái mạng. Nếu mà thích tí nữa cho bài cực khó ngồi mà làm liên quan đến đệ quy.
rồi tỏ thế. Không nữa. Không. Cái này là kiểu xuyên khác nha. Cái này tôi chưa dạy. Chỉ có cái phép này, cái xuyên kiểu dạng như này, cái dấu này, cái dấu dưới SC mới dùng được cái đấy đâu. Cái này gọi là backtick. Tiếp theo, đây sẽ là bài tập về nhạc. Các bạn hoàn thành bài đấy đi nhé. Cái này dễ rồi. Không nhớ khái niệm về tên là cái gì, không nhớ lắm. Theo ví dụ chúng ta có một cái string, một cái var str bằng cái string này, hoặc là dùng prompt để biết rồi nhá. Ví dụ chúng ta có những cái đoạn văn, có những cái từ được dạng như từ C này. Ví dụ từ này thì là sao? Các bạn viết xuôi cũng là từ si, viết ngược cũng là từ si, đúng không? Kiểu từ đối xứng đấy, thấy chưa? Đối xứng, thấy chưa? Thì chúng ta ví dụ như nhập cái câu là Noel si Leo, các bạn viết ngược lại đi, nó giống hệt nhau. Đây này, L này, O này, E này, L này, C thì rồi C rồi nhá, L này, E này, O này, L này, đúng không, giống nhau không? Nhập. Bây giờ, các bạn làm cho tôi một cách nào đấy để giúp chúng ta kiểm tra được một cái chuỗi có phải là dạng đối xứng hay không. Bây giờ thế nào là mình nhỉ? Tôi chả nhớ cái khái niệm là cái gì. Đây là một bài quiz, một bài test khi mà đi phỏng vấn. Các bạn có 10 phút để tìm ra giải pháp cho này. Đúng rồi, SES vẫn là được. Vẫn được. SES vẫn được. Vẫn được nhé. Viết xuôi, viết ngược vẫn giống nhau. Tôi kiếm vài cái câu hỏi phỏng vấn cho các bạn làm thử. Mấy nữa làm thử thuật toán tham lai.
tìm cách giải quyết như này. Các bạn chưa làm được cho phép các bạn giải quyết không có kiến. Các cùng với đấy. Không, giải quyết luôn. Cách chứ gì? Một tiếng thì sẽ phải là phải cốt một tiếng. Còn để tìm ra cách giải thì chỉ phải 10 phút là xong rồi. Có thể cốt solo cốt trong khoảng 10 phút. Mà để cốt thẳng xong thì các bạn cứ đi ở estimation mình để quyết định là bao lâu. Bỏ à? Bỏ rất nhiều. Này dễ mà. Chia ra. Một là loại bỏ phải chậm. Hai là chia ra. Đây là một cái ví dụ nha, đây là một cái swing đúng không? Swing ở vị trí số 0, ở vị trí số 1. Được mà. Thử nghĩ cái. Có thể các bạn phải cần tìm, có nghĩa là tìm được giải pháp nhanh. Nhưng mà có thể các bạn sẽ cần phải tự mày mò thêm một vài những cái hàm xử lý này. Nên là cứ mày mò đi. Buổi sau sẽ chữa về. Em ơi, phải làm được. Này thì mấy nhỉ? Năm thứ mấy? Thứ năm. Gợi ý tách từng phần tử ra, tách từng ký tự ra, chỉ tiếng Anh thôi nhé, không có tiếng Việt đâu, đừng viết có dấu ở đây. Nghĩ đi và làm đi. Còn bạn nào chưa làm xong bài trước thì làm xong đi. Buổi sau chúng ta sẽ học về hàm và đo. Đo. Sau nữa thì sẽ học về không biết là có kịp học các cái hàm UI trong buổi sau. UI chúng ta hàm có sẵn. Hàm có sẵn được JavaScript. Nên biết là nó có những cái hàm gì còn cú pháp thì dễ mà. Tôi muốn buổi thứ 10 là sẽ học về jQuery. Và buổi thứ 1 sẽ để ra chúng ta test. Vẫn test hết. Cho một cái giao diện con em ngồi làm 3 tiếng. Cho sử dụng hết tất cả để gọi thư viện. Biết sao làm xong được. Đánh tôi cả hết là cổ rồi. Đầu đi gần với bộ học mấy tháng mà lạc động. Thank you.
quen đi.